Mình sẽ sửa cái đề kiểm tra lần thứ hai ha, kiểm tra chương 2. Trước hết mình xem xét câu 1 ha. Biết cái hàm f thỏa mãn cái điều kiện sau ha. Biết rằng thật ra đây cho một cái hàm f ha. Nó đầy đủ thì phải là cho một cái hàm đi từ tập số thật vào tập số thật thỏa mãn cái bất quy trình này, thỏa mãn cái bất công thức này với mọi ý thuộc tập số thật, thì chúng ta đặt ra câu hỏi là f có liên tục tại không hay không. Thì trước hết chúng ta để khảo sát sự liên tục hàm số thì chúng ta sẽ kiểm tra cái điều này, xem xét cái giới hạn sau. Giới hạn của hàm f tại không ha, có bằng cái không hay không, thì hiển nhiên là chúng ta cần phải xác định giá trị của hàm số tại không, giới hạn của hàm f này tại không, rồi chúng ta mới khẳng định cái sự liên tục đó ha. Câu 1 ha. Okay. Ta có trị đó f(x) trừ b nhỏ bằng trị đó x mũ 101 với mọi x thuộc tập số thật. Đây là một cái bất thức sao ha. Thì ở đây chúng ta chỉ cần xác định b f0 thì chúng ta chỉ cần thay x bằng 0 thì chúng ta có được gì sau? Từ sau. Viết một cách ngắn gọn ha. Từ sau này. Bằng cách thay x bằng 0. Chúng ta sẽ có trị đó f0 trừ b nhỏ bằng 0 trị đó 0 mũ 10 101 bằng 0. Tất nhiên này lớn bằng 0. Trị đó của fx trừ b hiển nhiên lớn bằng 0 ha. Từ đây suy ra f0 bằng b. Để kiểm tra cái sự liên tục của hàm số này tại không thì chúng ta sẽ tiến hành tìm giới hạn của hàm f tại không. Điều thứ nhất. Điều thứ hai. Từ sau chúng ta sẽ dẫn đến khai triển cái bất thức trị đối ha. Nhớ rằng trị đối a nhỏ bằng b sẽ dẫn đến trừ b nhỏ bằng a nhỏ bằng b. Khai triển bất thức trị đối thì chúng ta sẽ có được là fx trừ b nhỏ bằng trị đối x mũ 101 lớn bằng trừ trị đối x mũ 101. Từ đó đúng với mẫu thuộc tập số thật. Từ đó dẫn đến b trừ cho một x mũ trị đó x mũ 101 nhỏ bằng f(x) nhỏ bằng trị đó b cộng cho trị đó x mũ 101 với mọi ý thuộc tập số thật. Thì khai triển đánh giá này chúng ta sẽ có được cái hai cái hàm kẹp ha. Đây là hàm kẹp. Chúng ta cần kiểm tra xem giới hạn của hai hàm kẹp tại không có tồn tại và bằng nhau hay không hoặc khác. Giới hạn của b trừ trị đó x mũ 101 đi tiến đến 0 bằng giới hạn của b cộng trị đó x mũ 1001 đi tiến đến 0 bằng b. Từ đây chúng ta sẽ có áp dụng lý kẹp ha. Ta nhận được giới hạn của hàm f tại không thì bằng b, lưu ý rằng b cũng chính là f0, giới hạn của hàm f tại không bằng f0, do đó f liên tục tại không. Vậy chúng ta đã giải quyết cái câu A.
dựa vào cái định lý kẹp. Hơn nữa chúng ta phải khéo léo cho x bằng 0 hay x bằng 0 vào cái bất biến thức sau, chúng ta tìm ra được f0. Từ đó chúng ta sẽ nhận thấy được rằng giới hạn của f tại 0 bằng f0, do đó f liên tục tại 0. Chúng ta sang câu B. Thì ở đây giả sử như giới hạn của hàm f tại A, với A ở trong đây chính là ngày sinh của cái người làm cái đề này ha. Thì A là một số cho trước ha. Thì giả sử giới hạn của hàm f tại A tồn tại, thì từ đây chúng ta có thể rút ra được cái thông tin gì về cái giới hạn của hàm f tại A ha. Ok. Chúng ta có các thông tin sau: trừ đoái bit trừ cho b nhỏ bằng trị đo x mũ 100 mũ 101 với mẫu x thuộc tập số thực. Đồng thời giới hạn của hàm f tại A bằng b tại A tồn tại. Thì chúng ta rút ra được cái thông tin gì về giới hạn của hàm f tại A? Hiển nhiên là cái giới hạn bên dưới nè có chứa x như thế này, nhưng mà thật ra nó không có quan x này không quan trọng ha. Rồi thì chúng ta có thể nhận xét như sau, thì chúng ta sẽ có tương tự như bên trên ha. Sẽ có fx của mình sẽ nhỏ bằng b cộng cho trị đối x mũ 1001 101. Và cái này lớn hơn bằng b trừ trị đó x mũ 101. Thì chúng ta thấy rằng là các cái hàm số này đều tồn tại giới hạn tại A ha, này đúng với mẫu x. Thuộc tập số thực. Thì đối với câu này các bạn chỉ cần rút ra một cái thông tin và nhấn mạnh là dùng cái gì để có được cái thông tin đó, không cần phải chứng minh ha. Áp dụng tính bảo toàn thứ tự. Thông qua giới hạn. Nhận được. Các hàm số này đều tồn tại giới hạn tại A ha. Do đó ta nhận được giới hạn của B trừ cho trị đối x tất cả 1001 cái tính B thì bằng nhỏ bằng giới hạn của hàm F tại B tại A chứ. Nhỏ bằng giới hạn của B cộng trị đó x tất cả mũ 1001 tiến đến A. Do đó chúng ta sẽ có được một cái đánh giá cho giới hạn của hàm f tại A. Thì nó thuộc vào cái đoạn sau A đoạn B trừ cho trị đối A mũ 1001 B cộng trị đối A mũ 1001 101. Thì giới hạn của hàm số nó sẽ nằm trong cái đoạn này. Thì tất nhiên các bạn có thể rút ra các thông tin khác, không nhất thiết là thông tin này ha. Câu C. Thì ở câu C thì chúng ta có thể được chỉ ra rằng ha,
cái giới hạn của hàm số này. À, thật ra từ từ cái thông tin này chúng ta sẽ chỉ ra được rằng hàm này có đạo hàm tại không luôn và nó bằng không ha. Tất nhiên ở đây các bạn chỉ cần câu ở câu B chắc các bạn chỉ cần khẳng định cái giới hạn của hàm F tại A nó thuộc vào cái đoạn nào đó thôi. B trừ trị đối A tất cả mũ 1 linh 1 B cộng cho trị đối A mũ 1 linh 1 và khẳng định sử dụng sự bảo toàn thứ tự, tính chất bảo toàn của thứ tự ha. Thì lúc đó các bạn đã đáp ứng được cái câu B ha. Ở câu C thì cũng các bạn có thể chỉ nói rằng là F có đạo hàm tại không, có thể nói thêm đạo hàm tại không bằng không và các bạn có thể chỉ dùng định lý kẹp, như vậy là đủ ha. Mình có thể làm chi tiết cái đó, cái việc chứng minh cái hàm F này có đạo hàm tại không và đạo hàm tại không bằng không dựa vào định lý kẹp ha. Thậm chí các bạn có thể rút ra cái thông tin giới hạn của F trừ B trên cho x mũ k nó sẽ bằng không với mỗi k nó nhỏ hơn 101, nhỏ hơn k là số nguyên ha, nhỏ hơn 101. Cái thông tin khác, tin thứ nhất, thông tin thứ hai cho câu C ha, giới hạn của trị đối x trừ b trên cho x mũ k đến không bằng không với mọi k là số nguyên k không âm nhỏ bằng 100. Có rất nhiều thông tin ha. Ở đây mình sẽ tập trung vào cái thông tin về cái sự cả bi của hàm F tại không và đạo hàm của hàm F tại không bằng không. Chúng ta có thể chỉ ra rằng ở cái câu 2, câu 1C ha. 1C. Ở câu 1C thì chúng ta sẽ có được là trị đối f x này trừ cho b này trên cho x chứ là x trừ 0 ha. Nhỏ bằng x mũ 100 với mẫu x khác 0. Hay trị đối f trừ cho f0. Ở câu A chúng ta có B chính là F0 ha, trên x trừ 0 nhỏ bằng x mũ 100 với mọi x khác 0. Sử dụng cái khai triển cái bất thức tuyệt đối ha. Ta sẽ có trừ x mũ 100 nhỏ bằng fx trừ cho F0 trên x trừ 0 nhỏ bằng x mũ 100 mọi x khác 0. Từ đây chúng ta áp dụng định lý kẹp ha. Mặt khác, giới hạn của x mũ trừ 100 tại không bằng giới hạn của hàm F giới hạn của x mũ 100. Điều này sẽ dẫn đến giới hạn của f(x) trừ f0 trên x trừ 0 tại không tồn tại ha. Tất nhiên đó là một số thật ha. Bằng không. Điều này dẫn đến F khả bi tại không. Và cái giới hạn trên chính là đạo hàm của F tại không. Tất nhiên các bạn không cần phải chứng minh ha. Các bạn chỉ cần khẳng định như bên trên là được.
nhiếp khả có đạo hàm tại không và đạo hàm tại không bằng không. Tất nhiên là các bạn tùy vào cái thông tin mà các bạn dẫn đến chỉ ra mà cái điểm cộng này nhiều hay ít ha. Tiếp theo chúng ta xử lý câu 2. Khảo sát sự liên tục của hàm số tại 1. Thì để khảo sát sự liên tục hàm số này tại 1, chúng ta cần tìm giới hạn một phía ha. Chú ý câu 2. Chúng ta tìm giới hạn khảo sát sự liên tục hàm số tại 1. Chúng ta tính các giới hạn sau, giới hạn là 1 chính là giới hạn của hàm f. Chỉ tính 1 trừ là giới hạn của 1 trừ x bình phương cộng 99 trừ 1. X bình phương cộng 99 x trừ 1. Rõ ràng cái giới hạn này bằng 99, dễ dàng thấy ha, dùng phương pháp thế trực tiếp. L2 là giới hạn của hàm f khi chứng lên 1 cộng. Giới hạn sau 198 bằng giới hạn của thì hai chấm bằng 198 x bình phương trừ 198 x trên cho căn bậc 2 x trừ 1 y tính 1 cộng. Thì rõ ràng nó cũng chính là bằng cái giới hạn sau. Ta có thể tiến hành phân tích thành nhân tử nè. 198 x liên cho x trừ 1. Sau đó nhân lượng liên hiệp nhân tử mẫu cho căn bậc 2 của x cộng 1. Nhân tử mẫu cho căn bậc 2 của x cộng 1 ha. Thì lúc đó có như sau. Mẫu chính là x trừ 1. Lúc này chúng ta sẽ giãn ước tử mẫu cho x trừ 1 thì nó sẽ chính là giới hạn sau. 98x nhân cho căn bậc 2x cộng 1. Thì rõ ràng cái này chính là 198 nhân 2. 6 396. Rõ ràng chúng ta thấy L1 khác L2 nên giới hạn của hàm F tại 1 không tồn tại. Do đó F gián đoạn tại 1. Sau cùng chúng ta phần sau cùng của cái câu này ha, câu B. Khảo sát sự liên tục hàm số tại không tại tại bao nhiêu? Tại 99. Câu B tại 99. Thì chúng ta có thể sử dụng ánh xạ thu hẹp thì chúng ta sử dụng tính chất liên tục hàm sơ cấp chúng ta giải quyết được ha. Thật ra cái đề bài này có một cái sai sót không không đúng rồi, đề đúng rồi, không có gì. Khi x lớn 1 thì cái này mẫu xác định ha. Rồi chúng ta xét tại 99 ha.
thì chúng ta lưu ý rằng tại 99 thì chúng ta có thể thu hẹp hàm số lên trên một cái khoảng thích hợp, một khoảng mở chứa 99 chẳng hạn set y, hoặc là thậm chí mình set y là cái khoảng 1 đến vô cùng, 1 đến vô cùng ha, set khoảng mở y bằng 1 đến vô cùng khoảng mở ha, hoặc là một cái khoảng mở chứa 99 bất kỳ đều được ha. Tuy nhiên để thuận lợi thì chúng ta sẽ xét một khoảng mở nằm trong cái khoảng 1 đến vô cùng và chứa 99. Để khi thu hẹp cái hàm số lên trên cái khoảng đó thì giá trị của hàm số được xác định bởi cái công thức này, giá trị hàm số tại điểm thì xác định công thức này. Khi đó hạn chế lên trên cái khoảng y mà x thì nó chính là 198 x bình trừ 198 x trên căn bậc 2 của x trừ 1. Thì rõ ràng chúng ta có thể chỉ ra được rằng là cái hàm số này nè, cái hàm gx bằng 198 x phương trừ 198 trên căn 2 x trừ 1 là cái hàm số cấp xác định trên cái nửa khoảng không vô cùng, bỏ đi phần tập có một phần tử là 1. Và cái hàm đó thu hẹp lên trên cái tập y này thì nó đúng bằng thật ra là thu hẹp lên trên cái khoảng thích hợp ha. Thì rõ ràng nói chung là cái hàm số này là hàm số cấp này, thu hẹp lên trên cái khoảng 1 đến vô cùng ha. Rồi thật ra có thể viết như thế này, đây chính là cái hàm g thu hẹp lên trên khoảng y, tức là f chính là bằng là f hàng chế y chính là g hàng chế y với gx bằng 198 x bình phương trừ 198 x trên cho cao 2x trừ 1. Thì rõ ràng tập xác định của hàm số này chính là nửa khoảng không vô cùng, bỏ đi 1, và nó chứa cái khoảng y ha. Do đó cái hàm g là hàm số cấp, nên g hạn chế lên trên y hay chính là f cũng là hàm số cấp. Do đó F hạn chế lên trên y, liên tục trên y. Do đó F liên tục trên y. Và hiển nhiên y nó chứa con số 99. Do đó F liên tục tại 99. Thì ở đây các bạn chỉ cần khẳng định f hạn chế lên trên y là một cái hàm số cấp, rồi từ đó sử dụng tính liên tục của nó ha. Như vậy các bạn thay vì phần làm như cái phần màu xanh này, các bạn có thể làm như cái phần màu đỏ. Cụ thể như sau. Vì f hạn chế lên trên y là hàm số cấp nên f hạn chế lên trên y liên tục. F liên tục trên y. Hiển nhiên y nó chứa số 99. Do đó f liên tục tại 99. Vậy chúng ta đã hoàn tất cái câu thứ hai dựa vào tính chất của hàm số cấp. Ở câu số 3 thì chúng ta có thể làm thật là nhanh. Ở đây với AC là tháng sinh của người làm bài này,
và B chính là ngày chữ số tận cùng của ngày sinh và tháng sinh ha. B là chữ tận cùng của ngày sinh, C là số tận cùng của tháng sinh. Nói chung B, C của mình chắc chắn là số 05. Thì chúng ta để chứng minh phương trình này có nghiệm ha, thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Cái bài số 3 ha. Phương trình C cộng 1 nhân cho x mũ 3 cộng cho b x bình phương trừ 2001 x sin x trừ 1 bằng 0. Xét cái hàm số x bằng c cộng 1 nhân cho x mũ 3 cộng cho b x mũ 2 trừ 2001 2021 sin x trừ 1. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy được hàm số này là hàm số sơ cấp, do đó liên tục trên tập xác định. Với tập xác định của hàm số này chính là tập số thật, vì f là hàm sơ cấp nên f liên tục trên tập xác định của nó là tập số thật. Và hiển nhiên tập số thật chứa một cái đoạn mà mình sẽ xem xét sau ha, cụ thể là đoạn gì. Mặt khác mình có thể tìm giá trị của hàm số tại một số điểm mà chắc chắn rằng dấu dấu biết dấu nó không không phụ thuộc vào BC, hoặc là mình tính ở cái tính toán cụ thể có BC sẵn rồi ha, mình không cần quan tâm đến điều đó. Mình dễ dàng thấy được F0 nó bằng trừ 1 âm ha. Và mình có thể lấy cái giá trị con x đủ lớn để đảm bảo được rằng là cái con cái dấu của cái hàm F tại đó nó dương ha. Chẳng hạn B bằng 100 chẳng hạn. F một thôi nhầm. Lấy cái con số đó là 100, F 100 thì nó sẽ bằng là 100 mũ 3 nhân cho C cộng 1 cộng cho B nhân 100 bình phương trừ 2021 sin 100 trừ 1. Chắc chắn nó sẽ lớn hơn 100 mũ 3 trừ cho 2021 trừ 1. 100 mũ 3 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn 2021 trừ 1 ha, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có, mình chọn đây là đoạn 0 100. Chờ đó. F0 nhân cho F100 ha. Từ đây chúng ta áp dụng định lý giá trị trung gian. Nhận được phương trình trên ha, là ký hiệu là phương trình sau đi. Trình sau có ít nhất một nghiệm. Tất nhiên là đang quan tâm đến nghiệm thực. Rồi. Ở câu 4 thì chúng ta có thể đánh giá một cách dễ dàng ha, thì chúng ta xem xét như sau. Ở câu 4, câu ý đầu tiên ha, chứng minh cái bất công thức này. Cái bất công thức này là một cái gợi ý cho các cái đánh giá bên dưới là cái cách để tìm delta ha. Thì chúng ta có thể đánh giá như sau. Chúng ta có thể làm ở một cái chỗ khác. Rồi, chúng ta thử làm cái câu số 4 ở đây. Thì chúng ta có câu 4. Ý đầu tiên, với x của mình nó thuộc vào cái khoảng 24. Có.
Trị đối 1 phần x bình phương cộng 16 trừ 1 phần 25 thì nó sẽ bằng là quy đồng thì nó sẽ là 25 trừ chữ bình phương trừ 16, tức là 9 chữ x phương ha. Cái trị đối thì nó là trị đối bình phương trừ 9 trên cho 25 nhân cho x bình phương cộng 16 thì nó sẽ bằng là trị đối x trừ 3 nhân trị đối cộng 3. Nhưng lưu ý rằng là x của mình nằm trong khoảng 24, do đó x cộng 3 của mình nó sẽ dương, là x cộng 3 luôn. Trên cho 25 nhân cho x bình phương cộng 16. Bởi vì x của mình nằm trong khoảng 24, do đó x bình phương cộng 16 nó sẽ lớn hơn 20 nhân cho 250 nhân cho 25 là 500 ha. Này nhỏ hơn. Trị đó x trừ 3 nè. Trị cho 500 nè. Lưu ý rằng x nhỏ hơn 4 thì lúc đó mình sẽ có được rằng là nhỏ hơn 4 thì lúc này x cộng 3 sẽ nhỏ hơn 7 thì này sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng 7 phần 500. Trị đối trừ 3. Đây là cái điều chứng minh, cái điều thứ nhất ha. Thì như vậy chúng ta sẽ có được cái điều sau. Với epsilon dương chúng ta chọn delta như sau. Chúng ta chọn delta ký sau cùng. Lưu ý rằng là cái khoảng 3 trừ trị đối x trừ 3 nhỏ delta tương đương với x lớn hơn 3 trừ delta nhỏ 3 cộng delta, thì để đảm bảo được rằng là những con x mình đang xét phải nằm trong cái khoảng này thì lúc đó mình phải chọn con delta của mình. Tức là mình lưu ý rằng phải có chọn được rằng là cái khoảng nè, những con x này đang xét nè, phải nằm trong cái đánh giá ở trên, tức là cái khoảng 3 trừ delta 3 cộng delta phải nằm trong cái khoảng 24. Lúc đó mình chọn con delta của mình phải nhỏ bằng 1, tức là lớn không nhỏ 1 cho bằng 1. Rồi, ngoài ra chúng ta cần điều khiển cho cái giá trị này nè. Nó phải nhỏ hơn bằng, tất nhiên là nó nhỏ bằng 7 phần 500 nhân cho delta nè. Bởi vì mình đang xét những con x sao cho trị đối trừ 3 nhỏ hơn delta thì nhỏ bằng cái này. Mình chọn cái con này nè, nhỏ bằng epsilon. Như vậy mình xét với những ý như thế này, và con nhớ là con delta của mình nó lớn hơn không nhỏ hơn 1. Nhỏ bằng 1. Thì lúc đó chúng ta có cái đánh giá ở đây. Và từ cái đánh giá này chúng ta sẽ chọn con delta nó thỏa công thức này. Như vậy con delta của mình nó sẽ nhỏ hơn bằng 500 epsilon trên cho 7. Tất nhiên con delta phải lại nhỏ bằng 1 nữa. Như vậy chúng ta sẽ chọn delta bằng giá trị nhỏ nhất trong hai con số này. Số thứ nhất, số 1, số 2 là 500 epsilon trên 7. Tất nhiên nó là số dương. Ta có mọi epsilon dương với epsilon dương ha, đây là với epsilon dương. Chọn như vậy. Ta có được trị đối 1 trên x bình phương cộng 16 nè, trừ cho 1 phần 25 nhỏ hơn nhỏ bằng 7 phần 500 trị đối x trừ 3 nhỏ bằng 7 phần 500 nhân cho delta. Và lưu ý rằng để áp dụng được cái đánh giá này thì mình phải chọn con delta mình nhỏ bằng 1 nè, đã đáp ứng rồi. Lại chọn con delta nó nhỏ bằng 500 nhưng epsilon trên 7 thì nhỏ bằng epsilon với mọi x sao thuộc vào tập số thực sẽ cho trị đối x trừ 3 nhỏ hơn delta.
Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là từ đây chúng ta sẽ thấy ra là giới hạn của cái hàm 1 trên x phương cộng 16 thì nó sẽ bằng bằng 1/25 khi tại 3 ha. Hiển nhiên thật ra cái thông tin này mình xem kỹ lại một chút thì ở đây cái đánh giá của mình không có trị đối trừ 3 không có lớn hơn không. Do đó cái điều này không không chỉ là bao hàm cái sự liên tục của hàm giới hạn của hàm số tại 5 ha, tại tại 3 chứ ha, mà cả bao hàm cả sự liên tục luôn. Do đó giới hạn của hàm f tại 3 bằng 1/25 và thậm chí khi cho con x bằng 3 thì mình hiển nhiên cái con này nè giá trị hàm số tại đó phải bằng 1/25 và nó bằng f tại 3 luôn. Do đó vì thế mình cũng sẽ có được cái thông tin là f liên tục tại 3. Các bạn có thể xử lý cái đánh giá này khác đi một chút cũng được ha, cho cái cách chọn của con delta. Cái đánh giá bên trên là một cái gợi ý cho việc chọn delta ha. Thì các bạn hoàn toàn có thể làm là việc chọn delta một cách thông thường ha. Tuy nhiên để áp dụng được công thức trên thì các bạn phải chọn con delta đủ con delta khéo một chút là con delta phải nhỏ bằng 1. Rồi. Các bạn xem lại toàn bộ lời giải của bài số 4. Toàn bộ lời giải của bài số số 1. Giải bài số 1 1A. 1B. Và 1C. Câu 2A. Câu 2B. Câu 3. Vậy xem lại một lần nữa. Thì ở đây chúng ta nhắc lại ha. Ta xem lại một lần nữa. Là chúng ta thay bằng 0 thì chúng ta sẽ có được F0 bằng B. Và sau đó sử dụng định lý kẹp thì chúng ta sẽ tìm được giới hạn của hàm F tại 0. Và chúng ta sẽ thấy giới hạn đó đúng bằng B, chính là bằng F0. Do đó hàm số liên tục tại 0. Còn ở cái kết quả thứ hai là chúng ta sử dụng cái tính chất bảo toàn thứ tự cho qua giới hạn ha. Cái tính chất cái kết quả thứ ba câu C thì chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa của sự khả vi rồi chúng ta sử dụng thêm định lý kẹp chúng ta sẽ chỉ ra được hàm F có đạo hàm tại 0 và đạo hàm tại 0 bằng 0. Tất nhiên các bạn có thể rút ra các thông tin khác ở câu B và câu C ha. Còn ở câu A thì chúng ta tính giới hạn một phía thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hai cái giới hạn một phía không bằng nhau, suy ra giới hạn của hàm F tại một không tồn tại, từ đó suy ra hàm F không liên tục tại một. Ở câu B thì các bạn chỉ cần thu hẹp lên trên khoảng 1 đến vô cùng thì hàm số này nó mặc nhiên nó đã liên tục trên khoảng 1 đến vô cùng. Thì do nhờ vào chất sơ cấp của cái ánh sao thu hẹp. Còn ở câu 3 thì các bạn sử dụng đúng định lý giá trị trung gian và chọn cái đoạn thích hợp. Nhớ khẳng định cái sự liên tục của hàm F trên cái đoạn mình đang xét. Ở đây cái hàm đủ đơn giản, do đó cái hàm số này liên tục tập xác định của nó, tức là tập thật luôn. Còn câu 4 thì nó đã khá quen thuộc và đã có gợi ý sẵn ha. Và cái chọn delta mình phải khéo léo để mình đảm bảo được rằng cái mình muốn đánh giá nè với những con ít xét như thế này nó phải là nằm trong cái những con ít nó khỏa cái bất thức bên trên thì mình mới dùng lại được cái bất thức bên trên. Như vậy mình sẽ chọn con delta phải nhỏ bằng 1 ha. Và đồng thời phía phải nè đánh giá theo delta rồi sẽ lấy cái đánh giá đó ràng buộc nó nhỏ bằng epsilon thì chúng ta sẽ thu được. Rồi. Chỗ này để cho nó đúng
cái đề bài thì đây bỏ vô lúc bằng